làm cái gì mà như ma đuổi thế hả? Em xin lỗi đại ca. Mà này, sao mắt lại thâm quầng thế kia? Thì cả đêm qua em suy nghĩ mãi không ngủ được. Cô mà cũng phải suy nghĩ á? Thì ở lớp tiếng Anh em đã chót dại. Cái gì? Trong lớp tiếng Anh mà lại chót dại là như thế nào? Thì đại ca cứ vớ vẩn. Chuyện là hôm qua em viết một bức thư tỏ tình cho bạn mà em thích. Nhưng khổ nỗi cái bạn em thích lại ngồi cách em một bạn, mà cái bạn ngồi giữa lại là bạn thích em. Em viết xong thư em phải nhờ cái bạn thích em đấy chuyển cho bạn em thích. À, tôi hiểu rồi. Tức là cái bạn thích cô mở thư ra đọc thì lại tưởng là cô thích bạn ý gì. Vớ va vớ. Ơi đại ca, chết chuyện mà. Đại ca, đại ca, em kể tiếp nhá. Cái bạn mà thích em mở ra đọc hí hửng lắm. Thế em đành phải nói nhỏ mà hơi vô duyên, bảo là ấy ơi, ấy chuyển cho bạn ngồi cạnh ấy được không? Cái bạn thích em tức lắm nhưng mà vẫn phải chuyển cho bạn em thích. Và em thích mở ra đọc tiễn thấy cười hi hi chứ. Lúc đấy trong lòng em sung sướng tột độ. Ai ngờ bạn em thích quay ra nói với bạn thích em, bảo là ô, thế từ trước đến giờ là ông thích tôi à? Tôi cũng thích ông lắm mà tôi ngại, tôi không bao giờ tôi dám nói. Cô đúng là tội nghiệp thật đấy. Từ hôm qua đến giờ em mới nhìn đến con trai là em phát sợ lên được ấy. Thôi đại ca. Phi Vân, à, em là nhân viên mới đến đây thực tập. Rồi được rồi, mời em vào trong này. Anh Trung ơi, giúp em ơi. Ơ? Trời ơi, làm sao này? Ây da. Cẩn thận, cẩn thận. Từ từ. Ơ, sao ai ông lại quăng sếp như quăng con lợn đấy? Này, có chuyện gì thế anh? Toàn thân sếp bị kẹp vào thang máy. Kẹp vào đâu nữa không? Dã man. Chấn động não rồi. Vụ này để tôi. Trung, vứt tôi mượn chiếc giày. Đây. Mà ông định làm gì ấy? Cho đại ca gửi. Thối như này kêu gì ra tình. Thôi. Ai làm thế? Quỳ đại ca. Đại ca. Đại ca tỉnh lại đi đại ca. Tỉnh lại đi đại ca. Đại ca. Đi rồi. Tại ông ấy. Tại ông ấy tự nhiên nghĩ ra cái trò cho gửi giày. Tại giày ông thối ấy. Ông thử gửi xem có chết không. Stop. Thế chính xác là có chuyện gì xảy ra dưới quầy lễ tân? Bắt đầu. Chuyện là khi em và Quyết đại ca đi vào cổng thang máy, tự nhiên có một cô nhân viên lạ hoắc đến công ty. Thế là đại ca chả hiểu sao cứ đứng sững lại, Nhìn. Thế là cửa cầu thang máy ngất luôn. Thôi xong. Xét đánh trúng rồi. Ơ, ông làm sao ấy? Sáng ngày ra lấy đâu ra xét? Ê ấy, ông định đi đâu? Thì tôi đi tìm lai lịch gốc gác của cô gái thiêu cháy đại ca chứ làm gì nữa. Đấy, vẽ thêm một cái nét nữa đây đi. Ông ơi, lấy mấy ảnh chụp ảnh up lên trên Facebook nhất luôn, chụp đi. Xong rồi. Cái nữa. Mọi người tập trung. Có thông tin mới về cô gái khiến đại ca bị bốc cháy đây. Em ý tên là Phạm Quách Phi Vân. Phạm Quách Phi Vân. 21 tuổi, nhân viên thử việc bộ phận lễ tân. Body thì... Ôi, đẹp thế hả? Để tôi... Ê, ngồi đây mà mơ, mỡ đây mà húp nhá. Cô đại ca rồi. Chúng ta phải nghĩ cách giúp đại ca cưa đổ em này. Mọi người thử nghĩ xem. Vào một ngày đẹp trời, đại ca đầu tóc chải chuốt, quần áo lượt là, trên tay cầm chiếc đàn guitar, đứng giữa công viên, nhẹ nhàng gảy ghen những nốt nhạc êm ái du dương. Ừ.
Em đang lang thang, bỗng thấy rơi 5.000. Em vươn tay ra, đút biến ngay trong quần. Rồi em sung sướng, phút chốc lên thiên đàng. Bỗng dưng 5.000, trúng ngay chân mình. Này, anh đã thay thế cơ mà. Tưởng cách gì độc đáo lắm, ông bắt đầu chuyển thể Hàn Quốc sang cải lương rồi đấy. Mà nói thật, đại ca nhà mình nó lại như đấm vào tai rồi ấy. Không hiểu hát thì chắc là... Cái cách của ông ấy, nó chỉ hợp thời kỳ đồ đá thôi. Còn lãng mạn kiểu dở hơi đấy, thì con nhà người ta chạy mất dép. Thật. Cái thời buổi kinh tế thế này thì phải đánh vào kinh tế, đánh vào hiện vật, đúng chuẩn. Không? Mọi người thử tưởng tượng xem, vào một ngày trời mưa tầm tã... Ê! Không phải như cách của ông Phan này đâu. Chàng ta dắt tay nàng và tiệm nước hoa. Em cứ chọn thoải mái đi. Thích lọ nào, anh chiều lọ đấy. Em thích lọ này. Người mùi cũng thơm anh ạ. Anh quyết gì cho em đi. Ừ. Ơ, anh này, quê thế. Bây giờ ai còn xịt như này nữa. Anh biết không, bây giờ xịt nước hoa ấy là mình phải xịt vào cái bầu không khí xung quanh đi này. Anh xịt vào cái tầm ngang người em, anh xịt đi. Thế, xong rồi nhá, em sẽ nhảy lên. Nhảy lên, nhảy vào cái bầu không khí hôm này. Để lao cho cái mùi thơm nó tỏa khắp người từ đầu đến chân. Anh hiểu chưa? Anh xịt đi. Xong rồi à, mình sẽ... Nhảy. Công nhận là thông thật em ạ. Anh quyết để em chọn thêm nhá. Em lấy lọ này. Lọ này nữa. Ơ, bên này vẫn còn này. Để em chọn thêm nữa nhá. Em ơi, trung bình mỗi loại bao nhiêu tiền? Người yêu anh đúng là có con mắt tinh tường đấy. À, đây toàn loại nước hoa hàng hiệu. Trung bình mỗi lọ là 4 triệu, tổng cộng 3 lọ là 12 triệu. 12 triệu. Em ơi, mình đi đi, anh có tí việc. Mình nghĩ gì đi. Ơ chị ơi. Nước hoa của em. Đâu? Chị không biết cái tính bùn xỉn là ăn sâu vào máu của đại ca rồi à? Tôi đảm bảo, bà mà trình kế hoạch này lên ấy, đại ca mắng cho dại mặt. Đại ca không bao giờ chịu bỏ số tiền lớn như thế này để cưa gái đâu. Theo tôi ấy, thì đại ca sẽ dắt Phi Vân lên sân thượng. Em. Rồi kéo nàng ra lan can. Xoay người nàng lại, nhẹ nhàng hỏi. Em có muốn làm người yêu của anh không hả Phi Vân? Hay là em định làm siêu nhân? Đến thần kinh thép như tôi còn phải sợ mất dép. Đừng nói là em đẹp đẹp. Em ơi cứ gì. Thế các anh chị thử nghe giải pháp của em xem có được không nhá. Vào ngày sinh nhật của chị đẹp đẹp ý, khi chị đang vui vẻ nói chuyện với tất cả các bạn, bỗng nhiên đại ca bước vào, cầm một cái hộp quà to đùng. To đùng. Đeo cái nơ to đùng. To đùng. Đến bên chị ý. Chúc mừng sinh nhật em. Quà của em đây. Em mở ra đi. Em mở ra nhá. Ừ. Hy vọng tình yêu của chúng mình sẽ mãi mặn món quà này. Anh duyệt ý tưởng này của em đấy Nana. Chuẩn. Đúng là style của sếp. Bún đậu mắm tôm, vừa ăn vừa ôm, không lo bị thiệt, chả sợ tốn tiền. Yeah. Ok, bây giờ chúng ta sẽ phân biệt. Ông Phan đồng nát, ông đi mua đĩa trái tim. Còn ông đi mua bún đậu. Nana, em đi mua hộp quà. Đi thôi. Okay. Thế con bà làm gì?
Bà làm gì? Thôi, tôi phụ trách bia và tra tận tay quà cho sếp để sếp tặng cho chị đẹp đẹp. Công bằng nhá. Ôi sếp tỉnh rồi. Đỡ dậy. Đại ca cứ nằm nghỉ ngơi một lúc nữa đi ạ. Trong thời gian đại ca bị bất tỉnh vì chúng phải tiếng sét bưng ái tình của chị lễ tân đẹp đẹp thì bọn em đã nghĩ ra một cách để anh có thể tỏ tình và bắn nát trái tim chị. Ừ. Cái gì? Ai chúng phải tiếng sét ái tình cơ? Đại ca. Ui giời ơi, khổ lắm. Mọi người nghe cho rõ đây này. Trước thì tôi học cùng cấp 3 với cô ấy, có vay cô ấy 120 mà đã trả đâu. Sợ bị đói. Ô, thế mọi người cũng nợ tiền tôi đấy à?